nào mà chơi nghệ thuật sâu thì mới nhìn ra cái cây này. Đấy, đang chào mời. Bắt công. Bắt công này. Đấy. Xin phép làm phiền chú tí nhá. Lên sóng đi. Đấy, cầm tay đây. Chi cầm tay. 4 người giao dịch cơ đấy chưa thành công rồi đấy. À, 4 người. Nhưng mà toàn trả đấu giá cao nhất là 60.000 đến 70.000. Toàn trả vớ vẩn nhỉ, đúng không? 70, 4 người không thành công. Đấy. Giá mong muốn ra đi là bao nhiêu? À, đúng 3 bất sở, còn chưa ăn thu rồi. Thế nhỉ? Giờ đồng tiền có giá ghê. Đấy, xoay thế này. Đấy. Khủng lắm đi. Đây, còn mấy ông này thì bao tiền chú? Đây, cây xanh 5 liền à, 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi, trậu đẹp đấy. 6 triệu rưỡi. Con này nếu cứ hứa hẹn với nhau, con này 4-5 năm nữa là đi chơi ra sân vô tư. Đẹp. Làm bộ rễ ra, cắt nải rễ lại tiếp. Cho nó đẩy rễ, cứ chia ra. Đang ôm đá rồi đấy. Cuốn những con đá, thì ngập con đá, thì bắt đầu là lui ra. Vâng. Để cho em nó đi sàn. Đá đẹp thì nhẹ. Bóng đẹp rồi, nó côn. Đây này. À, bên này cho mày xem quay cái nóc này. Đây. Nóc nhìn này. Ok chưa? Đúng rồi. Này phải làm, em thì em về em sửa lại, không làm cái đá này. Cho cái bông nó cao lên trên này tí. Tuổi ở đây tí. 6 củ rưỡi. Ừ, tác phẩm này hứa hẹn với nhau chỉ có 5 năm nữa thôi. Đấy. 90 triệu luôn. 5 năm nữa 6 củ dưới đừng có sợ đúng không? Đúng chắc. Giá bây giờ 6 củ dưới. Có đi bác ơi. Đấy. Được chơi cả 6 năm. Chơi cả 6 năm. Tiền vẫn cứ lên. Đấy. Có đúng không? Đúng quá. Mày dầm này thì làm sao mà xuống được? Cứ được. Chỉ có nên nó ra này nó càng ra lại càng có tiền. Đấy, tay nó cồn rồi nhỉ. Vâng. Tí thế này mình tay. Này, móc cái chân nó ra tí nữa thì à. Đây này, nó đóng cái nếp bên này. Móc ra tí nữa. Cái nếp. Đùa kia thì nó ra đẩy chứ. Đục cho nó phát đây. Đây là si đá nào, tay chuột à? Sang năm cứ đây này, đúng rồi. Cứ đây này. Xong rồi tùy dưới cho mình cho nó tả để chỉ có thả nước thôi. Mượt. Bên kia phải trồng giết thì. Dạ. Con này nụn nhỉ, nụn. Làm sửa lại dáng làm nghệ thuật hay đấy. Chứ để này nó thực tế nó là nơi lâu lắm. Nó là cây đẹp nhưng mà để nó hơi khó nhìn, hơi khó biết. Đi tay chuột lá đỏ từ ngày xưa. Con này là tác phẩm này là ăn bao tiền chú? 5 triệu. Hỏi luôn loạt ông này bao nhiêu? 3 triệu. Đây. 3 triệu. Đây còn ông to này. 4 triệu. Hợp lý quá. Chuẩn bị sang bố làm phiền nhá. 3 triệu. Xanh này mà móc được dễ ra làm dáng làng thì hay quá. Làng hay quá. Đây này. Cái cây này dễ. Ông làm cây đi răng này về này. Tiếc là cái bệ nó không được chú ý. Tay tay tán thì đã già rồi, không chê được rồi. Không chê được. Có điều là mình về mình muốn sửa nhưng mà cái cốt cán nó đầu tiên xem cốt cán nó. Xem cái cốt cán. Anh em mua đắp cái gì nào là này. Quá đẹp luôn. Đây.
cứ bị mất nét thế này. Này lá đẹp, lá đẹp. Đây ông này. Hỏi giá rồi đó nhá. Xem lại rồi. Ba, bốn cây hả chú? Bốn cây. Ổi này ghê đấy nhỉ. Hai thân liền nhau đây. Ổi tàu đây, tàu lai đây. Sông Long. Đấy, sông Long là bao tiền hả chú? 3,5 triệu. Quá giả. 3,5 triệu nha. Từ đâu đến luôn. Quả đây này. Ổi 3,5 triệu, dưới là dưới 2 triệu, đây là hoa giấy 1,2 triệu, này là 1 triệu. Trên kênh châu dưới chợ và các bác tiền nào của ấy. Đấy. Đấy, tôi là chiếc sung mà già lắm rồi, sung túc nhiều người rất thích. Chả mua cứ đi quay lung tung hết cả. Mua chứ, mua mạnh. Ai chả mua? Ai cũng đã từng mua rồi.
con này đẹp này. Ê, của bố à? Không. Này. Đẹp đấy, lên hình đẹp đấy. Đấy. Bố đâu này, bố mang cái gì đi đấy? Đây không có hàng. À không có hàng, đây đi chơi à? Đây mua hàng à? Đi chơi. Hôm nay này trả bao tiền? À, khoảng 8 triệu. 8 triệu à? Ui rồi, thế chết. Đâu nó sống ra nói đây chết đâu. Này. Bố, này bố không có hàng mà bố phán kinh quá. Ui rồi, tôi hỏi chủ nó còn đòn 10 triệu. À thế à? Nhìn lá đẹp nhỉ. Đấy, ba chiếc thủy. Ba chiếc thủy. Chủ chạy mất đâu rồi. Đấy thì tôi đi lại cho khách đến nườm nượp. Đúng rồi, nườm nượp. Hỏi trả lời mệt người. Đây. Mai nha, không biết bao tiền ạ. 8 triệu bán 12 triệu hay là 4 triệu. Thế thôi, bán thế thôi. Bán 15 như vậy, bán 12. Chứ sang đây cái. Bóng làng nay mà không ông nào hỏi buồn nha. Tắt rồi ấy mừng. Đúng rồi, tắt rồi. Giá nó ban căng. Em biết rằng là anh vẫn biết được đấy. Nay mua về sửa bán đi cái nhìn lộ. Hôm nay cho nó ra ná vật dâm đi. Bấm đây. Đất này đất của ông yếu này. Đất này đất đất đấy này, đất đất bột này. Bỏ ra trong đây. Đấy ông bán đi bim này, qua bán đi bim này hay. Lúc lại nhặt đôi cái. Đấy. Rau muống, giá rau muống. Thấy chưa? Ba hồ nhặt về làm sinh viên. Đây à, huynh lại nhặt chỗ này rồi à? Này sinh viên đây. Sinh viên không có tiền chơi này hay quá. Đánh được với này tôi bằng bao nhiêu giờ? Cho cái chậu bon rồi mini tiêu ve rượu ngoài ra thôi à, bé rồi cái này kiểu cũng khá cái này làm được cũng rồi bò mua cho em cái này đi à. Cao nhân lăng nhằng cháu củ khoai khoai củ khoai này bao tiền anh? Của ai, 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 này chợ bán quê à làm tiền đường làm bánh trưng tiền à bánh chi bánh trưng rất hạt đẹp bánh tiền hạt me này vẫn còn đây vừa nãy mấy ông phết lắm mà chưa thấy lấy. Đấy, chợ này. Đi ra cuối chợ phải. Anh Tâm mà lập đây. Ở đây xem là cái sung của ông này. Mắt quả kết như nào. Đâu mắt quả đâu. Đây. Khó nhìn quá. À đây rồi, có mắt quả đi đây. Quả đây. Nặn lì đây, tất cả đây, nặn lì. Quả đây. Đấy, mắt quả. Nói chung là già rồi có quả đúng không?
rồi để sang khu vực người đẹp nhá.